Teresa Trần Mai Quỳnh Như. Xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh. Con chăm sóc con gái mẹ chứ. Dạ. Mẹ chúc hai con hạnh phúc trong năm. Em Teresa Trần Mai Quỳnh Như, xin em nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Trần Duy Duy, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
của hai bạn Như với Duy. Tụi mình chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, trọn đời bên nhau.